Miền Bắc đêm nay mưa dông trở lại, đề phòng sạt lở đất ở vùng núi. Từ đêm nay thì miền Bắc sẽ chuyển mưa dông trên diện rộng, có thể xuất hiện các điểm mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa đến hết đêm mai phổ biến từ 40 tới 70 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Tại tỉnh Đắk Nông, mưa lớn liên tục trong nhiều ngày đã khiến nhiều công trình đường giao thông bị hư hỏng do nước đất và sạt lở. Trong đó, vụ nước sạt lở đất nguy cơ vỡ đập thủy lợi tại hồ Đắk Nờ Tinh được đặc biệt quan tâm. Vâng, đoàn khảo sát của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành đánh giá chi tiết tình trạng hiện tại và diễn biến địa chất tại khu vực này. Và hiện nay thì vẫn ghi nhận những vết nứt và cung trượt ở khu vực sườn đồi bên phải của công trình hồ Đắk Nờ Tinh. Mặt đập thì có các vết nứt phồng lên. Giải pháp trước mắt là khoan sâu khoảng 50 mét để giảm lượng nước trong đồi và giảm áp lực. Tiến hành khoan khảo sát chi tiết các tầng đất. Trong điều kiện tiếp tục mưa như hiện nay thì vẫn có nguy cơ sạt trượt tại khu vực đập. Thì đây là một trong những cái biểu hiện mà một cái khối trượt nó đang hoạt động. Khu vực xảy ra trượt là có sự phá hủy về mặt địa hình nguyên thủy. Và nó dịch chuyển tạo thành những cái vết nứt kéo dài. Và không chỉ là một cái vết nứt ở phía đỉnh một khối trượt mà còn xuất hiện một số những cái vết nứt song song chạy theo cái vết nứt chính này. Với những cái dấu hiệu đây thì cũng là mới xảy ra. Và khả năng là nó sẽ có thể tiếp tục mà phát triển trong thời gian tới. Đấy, bởi vì là chị nhìn thấy là nó vẫn đang chưa có dấu hiệu gì để dừng lại đây cả. Và những cái vết tích ở đây là gần như là mới. Không có sự xói mòn lấp nét cái vật liệu do mưa gần đây. Thời gian qua thì nhiều vụ sạt lở quy mô lớn đã để lại hậu quả nghiêm trọng ở các địa phương mà đặc biệt là ở vùng núi phía Bắc, ở Tây Nguyên và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại Nhật Bản thì đất nước này cũng có hơn 70% diện tích là vùng núi và hứng chịu cũng hơn 2.000 trận sạt lở mỗi năm. Công tác phòng chống sạt lở đã được bắt đầu từ khoảng cách đây 150 năm rồi. Theo các chuyên gia Nhật Bản thì ba trụ cột trong công tác phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất đó là xây dựng các đập kè chống sạt lở, thiết lập bản đồ khoanh vùng các khu vực có nguy cơ và huấn luyện sơ tán khi có cảnh báo. Hiện nay thì thông qua các dự án của JICA, cả ba nội dung này đã và đang được tiến hành khảo sát làm việc tại 14 tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó tập trung triển khai thí điểm tại hai tỉnh là Sơn La và Yên Bái. Hơn 50 năm trước, Nhật Bản đã đưa ra quy định căn cứ trên tiêu chuẩn lượng mưa. Chẳng hạn như khi lượng mưa liên tục đạt 200mm thì những cung đường có nguy cơ sạt lở sẽ bị phong tỏa, cấm lưu thông. Điều này sẽ giúp ngăn chặn những vụ tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Tôi nghĩ Việt Nam cũng có thể tham khảo quy định này. Tại Việt Nam, việc ứng phó với lũ lụt được tiến hành từ lâu rồi và cũng có nhiều phương án kỹ thuật. Nhưng đối với việc phòng chống sạt lở đất thì dường như đã bị chậm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, muộn còn hơn không.